Theo thông tin từ Điện Kremlin ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã ký quyết định miễn nhiệm Sergei Mikhailov khỏi vị trí Tổng Giám đốc hãng thông tấn TASS và chỉ định Andrei Kondrosov, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình và Phát thanh Toàn Nga, VGTAK, lên thay thế. Quyết định này được Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko công bố tại trụ sở TASS ở gần Điện Kremlin. Sự thay đổi bất ngờ này diễn ra chỉ vài ngày sau khi TASS đưa tin vụ nổi loạn của nhóm Wagner không thành công vào cuối tháng 6, một sự kiện đặc biệt không được các phương tiện truyền thông chính thống của Nga đề cập rộng rãi. TASS trở thành tâm điểm khi cung cấp những hình ảnh và báo cáo chi tiết từ Rostov-on-Don, thể hiện rằng nhóm Wagner đã chiếm giữ trung tâm thành phố và bao vây trụ sở quân khu miền Nam. Theo các báo cáo từ Moscow Times, Điện Kremlin đánh giá cao tính chủ động trong việc cung cấp thông tin của TASS, nhưng đồng thời cảm thấy không hài lòng với phong cách đưa tin quá mức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh quân đội Wagner có động thái gần thủ đô Moscow. Một số nguồn tin nội bộ tại TASS chỉ ra rằng ông Mikhailov đã thúc giục ban biên tập tuân thủ chặt chẽ đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc thông tin khi đưa tin về sự kiện. Việc thay đổi lãnh đạo tại TASS được nhìn nhận là một phần trong chiến lược kiểm soát thông tin của chính quyền Nga, đồng thời cũng phản ánh sự nhạy cảm và tính toán của Điện Kremlin đối với việc quản lý các tin tức liên quan đến an ninh quốc gia.